Và cái bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của một nam nghệ sĩ ưu tú rất cao to, điển trai và phong độ. Và anh dường như có mặt từ rất sớm và chờ đến giờ này để có thể ra phục vụ tất cả quý vị bên dưới ạ. À, xin mời quý vị và một tràng pháo tay thật lớn cho tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Năm nay được cái lộc của bà nè, bình tinh nhường cho đó, may mắn ha bà con ha. Vậy thì cho Kim Tiểu Long một tràng pháo tay thật lớn may mắn nữa nào. Cảm ơn rất là nhiều. À, Long sẽ gửi đến bà con cô bác một nhạc phẩm dân ca remix, bài hát được mang tên Trách Ai Vô Tình. Không có thấy ai ra hết, chắc có lẽ là có hát nữa không bà con? Hát nữa không à? Dạ, vụ gì? Dạ, trời ơi, chụp hình cho tiền nữa hả? Sướng nha. Dạ, thế bây giờ Long sẽ hát ca khúc này nữa, ca khúc mới cho bà con nghe nha. Bài hát ca khúc này độc quyền của Kim Tiểu Long, nhưng mà hát về, nói về cái câu chuyện cuộc đời một đứa con của mình. Cho nên đó là hôm nay Long muốn hát cái bài hát này. Để mà trong cái bài hát này á, thì Long sẽ mời một đứa con gái của Long ra minh họa cho bà con coi. Nhưng hôm nay có sự xuất hiện một đứa con gái tí hon nhỏ nhất nước Việt Nam, đó là Kim Tiểu Ly. Vâng, cho Kim Tiểu Ly một tràng pháo tay bà con ơi. Đâu rồi con? Dạ dạ, con có thời gian nữa. Rồi, 1, 2, 3, chụp cái lẹ. Rồi. Dạ. Bây giờ là Ly sẽ ngồi đây lên minh họa. Bởi vì cái bài hát này nói về cuộc đời của bé Ly. Lúc đó là ba mẹ bé Ly đẻ ra đó, nó nằm ở trên cái lòng bàn tay có một chút ép à. Cho nên là tự nhiên là bỏ chạy hết trơn, nó để cho bà ngoại nuôi tới giờ. Đó, bây giờ bà ngoại bước ra đi minh họa, bỏ luôn tới giờ bà ngoại nuôi ha bé Ly tới giờ, cho nên là có cái bài hát này. Dạ, dạ con cảm ơn. Túi ở đó không có nhét được để con cầm chứ. Rồi, bà con cô bác cho một bài hát mới phát hành, bài hát được mang tên Ly Hôn. Vỗ tay.
bác đã lì xì. Cảm ơn mẹ Út Bình Tinh cũng lì xì cho bé Tiểu Ly. Thôi một lần nữa trả sân khấu lại cho bên đoàn. Kim Tiểu Long hẹn dịp khác. Vào mỗi lần dịp mà cúng bà thì Long sẽ về Long phục vụ hát cúng dường. Chúc cho bà con cô bác nhiều sức khỏe, ăn căn thịnh vượng, làm ăn phát tài và tràn đầy hạnh phúc. Tạm biệt.